vô làm ly cà phê chơi nè mấy friend. Go. Follow me. Trời ơi, chị chuối xuống quá mà không có xà bông gội đầu chỉ kìa. Trước mặt các bạn đó là hai ly cà phê, một ly cà phê sữa và một ly cà phê đen. Hay quá, nó giới thiệu một cái điều mà nhìn vô ai cũng thấy hết trơn á. Trời ơi, nè, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái muỗng nhỏ, chúng ta thọc thọc vô trong một cái ly nhỏ. Ý, cũng nhiều chứ bộ ha. Anh uống ngược lại nha. Uống sao? Vô nhỏ ạ. 1960 đúng không? Ừ. Năm nay năm 2020. Ừ. Thì tính ra là cũng cỡ 60 năm, 60 năm. Cái cách này là cách quý tộc, còn cách này là cách giống như mấy chợ tiểu thương uống nhanh để đi làm. Sao nhưng mà được cái là giữ được cái vị của cà phê. Chào mọi người, hiện tại thì Phạm Huy và một người bạn của mình năm nay 17 tuổi. Chào mọi người đi bạn. Mình là Khiêm, hôm nay lần đầu tiên cũng gặp Huy trên đây, cũng tình cờ thôi. Tự nhiên nó lên sóng mà thằng Huy, bạn ơi. Bạn Huy lên Gia Lai thì cũng tình cờ gặp nhau thôi thì mình nhắc đi uống cà phê vậy. Đúng rồi. Thu Hà nhé. Đó, mọi người thấy không, cà phê Thu Hà. Các bạn nhìn ở ngoài nhìn vô đó là đây là một quán cà phê, nó không phải là sang trọng, không phải là quá gọi là quá đẹp quá lung linh, nhưng mà tại sao nó lại có một rất là hút, bởi vì quán cà phê Thu Hà này nó gắn liền với lại một chuyện tình rất là đẹp của vợ chồng chủ quán. Nếu muốn biết như thế đẹp như thế nào á, thôi lên trên mạng nó search ra đọc đi, tại vì nó dài dữ lắm. Thôi đúng không? Lẹ đây, lẹ đi. Thôi bây giờ thì thôi, lên tới đây rồi, đứng trước đây luôn rồi thì vô làm ly cà phê chơi nè mấy friend. Go. Follow me. Nắm tay dắt qua. Mày bê đê quá. Công an bắt bê đê đó. Đây là một cái hòn non bộ rất là bự, và chắc là nó cũng lâu đời dữ lắm rồi, thấy rong rêu nó bám xanh luôn rồi nè. Trời ơi, chị chuối xuống quá mà không có xà bông gội đầu chỉ kìa. Còn chút gì để nhớ, chấm 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 than. Đây là slogan của quán. Xung quanh hai bên vách tường thì có rất là nhiều những cái tấm bằng khen đó. Còn đằng kia, đây nè, follow me. Ở phía bên này á thì có nguyên một cái tủ là quá trời thị trường luôn. Để gì? Công ty cổ phần cà phê Thu Hà top 10. Trời, nói chung là quá trời cấp luôn, tưởng là giải đấu bóng đá không á. Còn đây là một cái tủ trưng cà phê có rất là nhiều loại cà phê, nhiều quá không đếm hết là bao nhiêu loại luôn á. Thu Hà nè, thấy không, cà phê thượng hạng, một thoáng Pleiku, một chút cà phê Thu Hà đó. Để thấy chưa, mọi người có là đóng mộc là hàng Việt Nam chất lượng cao luôn nè. Muốn làm gì làm chứ ai biết gì đâu trời. Trời, ủa hôm nay vậy trời, menu có hình luôn nè mọi người. Cái menu cũng khá là đặc biệt ha. Đầu tiên là mình sẽ thấy được cái tấm hình. Cái tấm hình này là của hai chị em của quán này đúng không em? Dạ, chị của cô. Chị hả? Đây là Thu Hà năm 1960. Ở đây thường thì người ta tới đây người ta uống cái gì em? Cà phê. Thế trong này nó quá trời món, 1001 món nè, hiểu không? Ý là cái gì đặc trưng nhất của cái quán mà không thể nào tìm được chỗ khác. Cà phê. Cà phê hả? Vậy thì cho anh một cà phê sữa nhưng mà nhiều sữa hơn chút xíu. Nè, thường anh thấy mấy cái quán á, thường là có cái loại là mạnh, dừa với tầm trung. Thì ở đây là mình có mấy loại? Một loại. Ok, rồi vậy cho anh một cà phê đá. Cà phê đen hả? Đen đá. Còn anh là cái gì nhớ chưa? A few moments later. Trước mặt các bạn đó là hai ly cà phê, một ly cà phê sữa và một ly cà phê đen. Hay quá, nó giới thiệu một cái điều mà nhìn vô ai cũng thấy hết trơn á. Trời ơi, chị biết ly cà phê đen có sữa là ly cà phê sữa rồi. Biết rồi, nhưng mà lúc nãy đó là anh có hỏi cái vấn đề đó là có nhiều cái loại hay không. Ở đây người ta có hai loại, cái là gu đậm, gu nhẹ. Cái gu nhẹ là cái cà phê bà tan, đúng không? Còn cái mình đang uống là gu đậm. Cái gu đậm là cà phê gì? Cà phê pha phin. Cảm ơn cái thông tin rất là bổ ích của một người bạn. Một người bạn dân uống cà phê. Ủa, quê ở đâu vậy? Kè, quê Bến Tre mà lên tới Gia Lai uống cà phê mà rành lắm, kiểu rành rọt lắm. Biết sao không? Dạ. Từ hồi nhỏ là đã được uống cà phê rồi. Ở nhà là bán cà phê. Gì? Bán cà phê. Nhà bán cà phê? Nhà túi.
Nhà anh này là nghiêm túc nha, thiệt. Thiệt nha, bán cà phê. Không, thề luôn, thề. Tôi thề với mọi người luôn. Nhà tôi quê tôi ở Ninh Thuận, nhà tôi ba tôi cũng bán cà phê. Thiệt, nhà cũng bán cà phê, quán cà phê cốc thôi à. Bây giờ tại vì hồi nhỏ uống là cà phê là coi như là uống là hai nước luôn á. Hai nước là sao? Cái loại mà ở nhà mình á, mình pha một cái ca thiệt là lớn đúng không? Ừ. Rồi coi như là pha phê dảo á, là cứ vậy là uống cà phê hay uống nước chè đậu đen? Uống giống như là uống nước chè luôn vậy đó, không phải uống nước ngọt. Hèn chi lớn lên á, bạn ấy có một làn da nè, thấy chưa? Cái này đi làm, cái này là đi làm nha, bất giảm. Bây giờ uống nha, bây giờ nè, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái muỗng nhỏ, chúng ta thọc thọc vô trong một cái ly nhỏ và chúng ta sẽ quấy đều lên đó. Xong rồi sau đó khi mà đều rồi á thì chúng ta sẽ đổ vào trong cái ly đá. Ý, cũng nhiều chứ bộ ha. Anh uống ngược lại nha. Uống sao? Thường á, một cái ly thế này đúng không? Mình sẽ chọn ít đá thôi, bỏ cái ly nhỏ. Nó giữ được cái gì? Cũng cà phê. Thì mỗi người một cái cách uống khác nhau. Cái cách này là cách quý tộc. Còn cách này là cách giống như mấy chợ tiểu thương uống nhanh để đi làm. Sao nhưng mà được cái là giữ được cái vị của cà phê. Ừ, thôi thì đường nào có cái sữa vô nó cũng bán đi cái vị cà phê mà, cho nên uống kiểu nào cũng được. Thôi để vô cái. Vô nhỏ ạ. Thôi bây giờ ly của bạn nè, không có sữa nè, cà phê nhiều nè, bạn cho mình nếm miếng nha. Đắng. Thiệt ra thì vừa đưa lên tới ngay cái miệng thôi là thấy nó rất là thơm, cà phê ở đây là rất là thơm. Uống vô thì đắng nhưng mà cái hậu của nó thì nó không có đắng, cái hậu của nó là hơi ngọt ngọt. Đúng rồi. Đúng không? Cà phê thường, những cà phê ngon á thì khi mà mình uống vô nói to lên coi nói là gì xíu xìu vậy, uống cà phê mệt hay gì? Thấm. Cà phê này cà phê đúng rậm nha. Ừ. Khi bắt đầu uống vô á, lúc đầu là nó đắng. Ừ. Nhưng mà khi mà thấm được qua cái đầu lưỡi rồi á, đó là cái vị ngọt. Cái thấm ngọt. Được qua cái đầu lưỡi, dùng cái từ gì mà không ấy, dùng những từ là những cái hương vị cà phê hòa quyện vào trong từng cái xó lưỡi. Trong từng cái xó lưỡi. Mà từ làm đi ngủ luôn ở đi. Có một cái câu chuyện tình mà nghe kể mọi người kể á là khi mà cái ông chủ ở đây á. Ừ. Nè. Kể làm sao cho đúng nha. Xuyên tạc cái câu chuyện có thiệt người ta đi. Khỏi ra khỏi quán nghe chưa. Tức là ông chủ ở đây ngày xưa cũng là rất là khổ cực này nọ. Khi đó hai vợ chồng mới là mở một cái tiệm cà phê cốc. Cái cà phê cốc xong thì cái ông chủ này mà chỉ là phụ thôi. Phụ ra pha cà phê nhưng mà sau đó thì pha khách thêm rất là ngon. Rồi thì từ đó hai vợ chồng mới bắt đầu là gây dựng cái quán cà phê của mình lên. Tới bây giờ là để tính, lúc nãy mình coi là 1960 đúng không? Năm nay năm 2020. Để tính ra là cũng cỡ 60 năm, 60 năm. Rồi, còn thông tin gì bổ ích gửi thấy tới mọi người nữa không bạn Kim nhỉ? Mà muốn thông tin gì thì cứ lên mạng thôi, chứ là hỏi nói gì nhiều, quan trọng mình tới đây uống thôi. Không, thiệt ra là hôm qua là Huy đã đi ngang qua quán cà phê này rồi. Nhưng mà thật sự là hôm qua thì chưa có tìm hiểu, cũng như là không có biết được cái quán cà phê này là nó có một cái gì hết trơn á. Chỉ đi ngang qua thấy người ta ngồi rất là đông. Mà người ta ngồi ở trong nhà, là ngồi ở ngoài đường, mé bên cái tường nữa. Và bây giờ đi ngang qua mới nhìn thấy, thì ra là nó như vậy. Bây giờ là nãy giờ là đã xịt những cái cảnh là có bằng khen rồi quá trời luôn mọi người. Trong quán cà phê mà giống như là đi thi giải đấu Hoàng Anh gì đó, thấy bằng khen là thi chương rồi quá trời luôn. Cái đó là giải thưởng của bên cà phê. Xíu mình sẽ đi coi ha. Sao nó đặc như vậy trời, mình còn thấm luôn á hả? Thấm gì mà thấm hoài vậy trời. Nếu mà mọi người ghé tới Gia Lai á thì thử cà phê Thu Hà thử đi. Rồi mọi người sẽ biết cái cảm giác mà nó thấm như thế nào. Thấm lắm luôn á. Và tại quán cà phê này thì Hy thấy trong cái menu á giá cũng rất là vừa phải. Một ly thì có 16 ngàn, ly cà phê sữa thì 18 ngàn. Rồi ngoài ra thì còn có dưới 1 ngàn loại nước khác nhau nữa. Trong đó gồm có sinh tố, nước ép, rồi dừa tươi, rồi nói chung là nhiều dữ lắm. Nhưng mà đặc sản nhất vẫn là cà phê. Và ở đây thì thường không phải là tới uống cà phê này xong đi về đâu. Nếu như mọi người mà có mua làm quà, đồ đá biếu, đồ này nọ kia, các kiểu đó, thì thấy ở đây người ta trưng rất là nhiều loại cà phê. Thế vào từng bịch đó. Nếu mà không có cơ hội lên Gia Lai mua, mình vẫn có thể ghé Sài Gòn mua được. Nhưng mà ở đó thì cái cách pha cà phê nó có giống như trên này không? Nó có mùi vị y chang không? Bán bịch, bán gói, đóng gói về. Chứ không phải là làm kiểu này.
hy vọng là một ngày không xa các bạn ghé lên Gia Lai thì các bạn hãy dừng chân tại quán cà phê Thu Hà để thưởng thức một ly cà phê thiệt là ngon các bạn nhé. Đó. Nào, bây giờ tụi mình thôi. Tụi mình thôi nữa, thôi gì? Lấy nhau nào mà thôi. Chọc nó vui á. Có hai đứa giỡn vui nãy. Lấy số gì? Có mình buồn. Ê, chút xíu nó chắc đi chơi nữa, yên tâm đi, còn nhiều chỗ lắm, còn nhiều chỗ lắm. Không, vui thôi, đừng vui quá ở nhà giùm cái đi. Ở Gia Lai phải đi chơi rất là nhiều địa điểm để chơi luôn. Vậy là địa điểm tiếp theo là địa điểm nào? Đi rồi biết. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.